Làm thế nào mà Wagner có thể đột kích sở chỉ huy quân khu phía Nam của Nga ở thành phố Rostov-on-Don mà gần như không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào, trong khi nơi này lẽ ra là một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Liên bang Nga? Mặc tư khoa không có nhiều quân khu quan trọng để một nhóm lính đánh thuê có thể đột nhập quá sức dễ dàng như vậy. Nhưng chưa hết, nó thất thủ khi mà bộ trưởng quốc phòng Shoigu vừa mới rời gót và ngay cả khi có hai chỉ huy cao cấp bậc nhất của quân đội Nga vẫn còn hiện diện ở đây. Trung tướng Phó Tổng cục trưởng thứ nhất Tổng cục các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Alexeyev và Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Yunus Bekyev Kurov. Cả hai người này sau đó đều bị Prigozhin bắt giữ làm con tin. Sergei Surovikin là tướng lĩnh quân đội cấp cao hiếm hoi của Nga ra mặt kêu gọi Wagner đến chiến. Nhưng ngay sau khi cuộc nổi loạn sụp đổ một cách chóng vánh bằng một thỏa hiệp có phần non tay của tỷ phú Yevgeny Prigozhin với trung gian hòa giải là Tổng thống Belarus Lukashenko Surovikin là người đầu tiên bị thẩm vấn trong số này. Phải chăng, động thái ra mặt kêu gọi Wagner lui quân của ông Surovikin chỉ là đòn tung hỏa mù, một bức bình phong cho những thỏa thuận ngầm với Prigozhin phía sau hậu trường. Hàng Lâm và quân sự mở xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, việc Wagner có thể bắn hạ tới 6 trực thăng vào một máy bay chỉ huy cảnh báo sớm IL-22 quý giá của quân đội Nga một cách hết sức dễ dàng, giết chết 13 đến 20 phi công trong cuộc binh biến diễn ra trong vòng chưa đầy 24 giờ hôm 24 tháng 6 vừa qua. Có lẽ sẽ khiến rất nhiều người hâm mộ đội quân mạnh thứ hai thế giới này bị sốc. Ngay cả Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó cũng thừa nhận có các phi công Nga hy sinh trong cuộc binh biến dù không nói rõ số lượng. Vậy nhưng, nó thậm chí còn chưa phải là chi tiết đáng chú ý nhất trong cuộc bạo loạn đã được dự đoán từ lâu nay. Mặc dù nhiều người đã dự đoán từ lâu về cuộc binh biến này, bản thân việc Prigozhin dám thực sự phát động một cuộc phiến loạn như vậy chống lại Tổng thống quyền lực Vladimir Putin, người đã công quyền ở Liên bang Nga hơn hai thập kỷ qua, đã là một cú sốc lớn đối với bất cứ nhà quan sát, chính trị gia hay các nhà chiến lược nào trên thế giới dù cho nó đã kết thúc rất nhanh và gần như chưa kịp tác động gì trong ngắn hạn đến chính trường của nước Nga hay quân đội của họ bên ngoài tiền tuyến, thì ảnh hưởng lâu dài của vụ nội loạn rõ ràng đang càng ngày càng được khuếch đại, đặc biệt là những nghi vấn về sự thất bại của quân đội Nga. Ở đây chính là quân khu phía Nam, trước một đội quân có 8.000 người của Wagner vốn đã được chia ra một nửa để tiến binh thẳng đến Moscow qua Voronezh bên cạnh kết sản đức đối với quyền lực tuyệt đối của Vladimir Putin và câu hỏi về những kẻ thách thức tiếp theo hay đòn đánh kết liễu đối với quyền lực của nhà độc tài KGB suốt hơn 20 năm qua ở Nga này. Hàng Long xin được gửi tới quý vị một bài bình luận đặc sắc liên quan đến cuộc binh biến này trên tờ Moscow Times. Tờ báo độc lập tiếng Nga hiện đã phải dời trụ sở ra nước ngoài để tránh bị giới chức Nga sách nhiễu. Một trong những khía cạnh gây sốc nhất của cuộc binh biến cuối tuần trước do công ty quân sự tư nhân Wagner của Yevgeny Prigozhin thực hiện là lực lượng vũ trang Nga dường như đã gần như không làm gì để ngăn chặn quân đội Wagner khi họ bắt đầu di chuyển từ các trại giải chiến ở Ukraine đến thành phố miền nam nước Nga. Rostov-on-Don, nơi họ chiếm trụ sở quân sự quan trọng, và sau đó tiến gần hơn đến Moscow. Về mặt lý thuyết, những trụ sở đó với tư cách là trung tâm chỉ huy chính cho các hoạt động của Nga ở Ukraine, lẽ ra phải là một trong những địa điểm có mức độ bảo vệ cao nhất ở nước này. Tuy nhiên, Prigozhin đã có thể xông vào đó cùng với nhóm lính đánh thuê của mình và bắt giữ hai tướng cấp cao làm con tin một cách quá sức đơn giản. Phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất Tổng cục các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Alexeyev và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yunus Bekyev group ngay cả sau khi một vụ án hình sự được khởi động chống lại prigozhin với cáo buộc kích động nổi dậy vũ trang và tổng thống nga putin đã phát biểu công khai trước quốc dân gọi hành động của prigozhin là đâm sau lưng vẫn không có sự phản kháng nào của quân đội nga ở khu vực này đến nỗi những khó khăn duy nhất mà wagner phải đối mặt chỉ là các trực thăng quân sự có lẽ đến từ một khu vực xa xôi nơi mà tầm ảnh hưởng của họ còn đảm bạc có vẻ như ông chủ của tập đoàn đánh thuê lập dị không nhầm khi tin rằng có rất nhiều người trong lực lượng vũ trang và các cơ quan an ninh âm thầm ủng hộ với chính nghĩa của ông ta. Trong những phát ngôn giải thích cho cuộc binh biến, Prigozhin tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ giải quyết vấn đề với Shoigu, không phải là với các lực lượng vũ trang Nga. Mà ngược lại, ông ta còn nói rằng cuộc tuần hành vì công lý của ông ta và binh lính Wagner cũng đang được thực hiện dưới danh nghĩa của chính họ lực lượng vũ trang nga không phải là một khối thông nhất mà bao gồm một số nhóm đối thủ cạnh tranh cho các vị trí và nguồn thu nhập không phải tất cả mọi người trong giới lãnh đạo quân sự đều trung thành với bộ trưởng quốc phòng sagu và tổng tham mưu trưởng serashimov đó chỉ có thể là những người đã được thăng cấp nhờ sự giúp đỡ của họ hoặc những người đã được trao các hợp đồng quốc phòng béo bở trong những tháng gần đây, Prigozhin đã cố gắng lấy lòng một nhóm tướng lệnh khác, những người có sự nghiệp thăng tiến dưới thời của những người tiên nhiệm của Shoigu và Zerasimov, là cựu bộ trưởng quốc phòng Anatoly Serdyukov và cựu tổng tham mưu Nikolai Makarov, những nhà cải cách quân đội và bị đè nén sau sự ra đi của họ. Rất lâu trước cuộc binh biến, Prigozhin đã công khai nói rằng ông muốn thấy Shoigu được thay thế bằng Mikhail Mizintsev và Zerasimov bằng Sergei Surovikin. Mizinsev được truyền thông phương Tây mệnh danh là đồ tể thành Mariupol vì đã chỉ huy cuộc bao vây tàn khốc thành phố cảng miền nam Ukraine và là một trong những vị tướng triển vọng nhất trong cuộc cải cách quân sự cốp Makarov từ năm 2008 đến năm 2012. Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm của Bộ Tổng tham mưu, một cơ quan vừa được thành lập nhằm hợp lý hóa hệ thống chỉ huy lạc hậu trong lực lượng vũ trang Nga. Shoigu, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng ngay sau đó, đã duy trì thể chế mới với Mizinsev vẫn đứng đầu, nhưng không bao giờ ủng hộ vị tướng này. Sau khi chiếm Mariupol, Mizinsev đầu tiên đã bị giáng chức và dường như bị giải ngũ sau đó, và ông ta đã trở thành phó chỉ huy của Wagner. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mizensev vẫn giữ được ảnh hưởng của mình trong số những sĩ quan đã thăng tiến qua các cấp bậc dưới quyền chỉ huy của ông. Và có thể danh tiếng của Mizensev trong số những sĩ quan đó đã đóng một vai trò quan trọng để Wagner chiếm trụ sở quân khu phía Nam ở Rostov-on-Don mà không phải đổ máu. Surovikin cũng thăng hoa dưới sự lãnh đạo của bộ đôi Serdyukov Makarov. Hồi đó, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu một cơ quan mới thành lập khác, quân cảnh, như trong trường hợp của Mizinsev, Shoigu xác nhận việc bổ nhiệm nhưng hạn chế quyền hạn của cơ quan mới. Tuy nhiên, Surovikin đã gây dựng được danh tiếng mạnh mẽ, đầu tiên là ở Syria và sau đó là chỉ huy các chiến dịch ở Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, trước khi bị thay thế bởi Zerasimov vào tháng 1. Prigozhin và những người theo dõi blogger chiến tranh của ông ta thường xuyên ca ngợi Surovikin, Người hiếm hoi vẫn là nhân vật chủ chốt trong giới lãnh đạo quân đội cấp cao, mà không thuộc vòng thân cận của Shoigu và Gerasimov. Trong số tất cả những nhân vật trong ban lãnh đạo quân đội, Surovikin có nhiều quyền hạn nhất trong số các sĩ quan cùng cấp bậc. Các ví dụ về Mizinsev và Surovikin cho chúng ta thấy một điều. Prigozhin có lý khi tin tưởng một lượng lớn sĩ quan trong quân đội Nga sẽ giữ thái độ trung lập hoặc ủng hộ Wagner thầm lặng. Chính là những sĩ quan cấp cao đã tạo dựng sự nghiệp của họ dưới cải cách của Serdyukov và Makarov. Thật thú vị khi việc Wagner thành lập với Prigozhin dẫn đầu lại là sản phẩm của thời đại Shoigu-Serasimov về sau này, chính xác thì là năm 2014. Theo những cải cách đó của Serdukov và Makarov, 80% đại tá và 70% thiếu tá đã xuất ngũ, tạo cơ hội cho nhiều sĩ quan cấp dưới trẻ và có năng lực hơn được đẩy lên. Những sĩ quan nay là cấp cao này không nhờ ơn của Soygu hay Zirashimov trong sự nghiệp của họ và có thể có xu hướng đồng ý hơn với những lời chỉ trích của Prigozhin đối với giới lãnh đạo quân đội với niềm tin rằng nếu Soygu tiếp tục những cải cách đó, lực lượng vũ trang Nga đã có thể chiến thắng ở Ukraine. Trong khi các sĩ quan không sẵn lòng để thể hiện sự thất vọng của họ một cách cởi mở, thì khi nói chuyện ẩn danh, họ đã lên tiếng chỉ trích cả Bộ Quốc phòng và Putin. Sau thất bại của cuộc binh biến, không chắc Rigozin sẽ đạt được mong muốn của mình là Mizinsev được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng. Nhưng ông có thể hài lòng với Alexei Dumin, cựu sĩ quan tình báo quân đội, cận vệ của Putin và thứ trưởng quốc phòng, người được giao phụ trách lực lượng tác chiến đặc biệt của Bộ Quốc phòng vào năm 2014. Đây là bộ phận ưu tú được ghi nhận ở Nga vì đã sáp nhập thành công Krum vào mùa xuân năm 2014. Kể từ năm 2016, Dilmin là thống đốc của vùng Tula, nơi có các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng quan trọng. Tên của ông thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thảo luận về những người kế vị tiềm năng của Putin. Trong các cuộc phỏng vấn, Prigozhin đã hết lời khen ngợi khả năng chỉ huy chiến dịch thông tính của Dilmin. Nguồn tin nội bộ cho biết rằng cả hai đã có một số mối làm ăn chung. Vào vào mùa thu năm ngoái, Medusa đã trích dẫn các nguồn tin nói rằng Dilmin có lý do riêng để chỉ trích bộ quốc phòng dưới thời của ông sếp cũ Shoigu vì mối bất hòa giữa cả hai dẫn đến việc Dilmin bị điều chuyển đến TuLa. Dilmin đã không tham gia cùng nhiều thống đốc khu vực khác tập hợp quanh điện Kremlin vào ngày 24 tháng 6 với những biểu hiện công khai ủng hộ tổng thống và lên án Prigozhin sau đó ngay sau khi có tin prigozhin đã đồng ý bãi bình hưu chiến theo các điều khoản do tổng thống belarus alexander lukashenko làm trung gian có thông tin cho rằng chính điều đã thương lượng các điều khoản với prigozhin dịch vụ báo chí của thống đốc đã nhanh chóng phủ nhận các thông tin những người phát ngôn của putin từ chối bình luận về tin đồn nếu tính đến tất cả những yếu tố trên khả năng prigozhin có được sự ủng hộ của nhiều sĩ quan trong lực lượng vũ trang nga là hoàn toàn có thể và nếu cuộc nổi dậy thành công, những người đó sẽ được gia nhập nhóm những người có quyền lực nhất trong không chỉ quân đội mà còn là giới chính trị ở Nga. Prigozhin đã không sai trong những tính toán đầu tiên, khi mà hầu hết lực lượng vũ trang Nga đã không cố gắng ngăn cản ông ta tiến về Moscow. Những hy vọng của ông ta về sự hỗ trợ từ các nhóm sĩ quan ưu tú, những người cũng muốn thấy một cuộc cải tổ bộ quốc phòng dường như đã tiêu tan sau đó. Putin kiểm soát được lực lượng vũ trang Nga ngăn trở mọi con đường mà những người có quyền lực khác lên tiếng ủng hộ Wagner. Tuy nhiên, cuộc nổi loạn của Prigozhin đã tiết lộ quy mô của cuộc khủng hoảng trong lực lượng vũ trang Nga, vốn đang vỡ mộng vì những thất bại liên tiếp và sự mệt mỏi với chiến tranh, cũng như trong giới quân sự và an ninh nói chung. Khi các sĩ quan cấp cao và cấp trung thậm chí còn không sẵn lòng ra lệnh ngăn chặn Wagner, có gì để nghi ngờ ông chủ Wagner sẽ không phải là kẻ thách thức cuối cùng chống lại Shoigu và các đồng minh của ông ta và tìm cách tận dụng sự oán giận không nói ra nhưng ngày càng tăng trong lực lượng vũ trang Nga. Bài bình luận của tác giả Mikhail Komin không rườm rà, nhưng nó đã cho chúng ta thấy góc tối phía sau những đấu đá nội bộ trong Bộ Quốc phòng Nga, mà nếu không được nói ra, sẽ hiếm người để ý điều nguy hiểm với quyền lực của tổng thống nga putin là không chỉ có một người bất mãn với bộ đôi quyền lực của bộ quốc phòng nga bộ trưởng sergei shoigu và thứ trưởng thứ nhất kim tổng tham mưu các lực lượng vũ trang nga đại tướng serashimov mà có rất nhiều người sẵn sàng hành động họ có thể đã bỏ lỡ cơ hội mà wagner tạo ra nhưng sau khi cuộc binh biến nửa phơi dừng lại có thể rất nhiều người trong cuộc đã nhìn ra sơ hở Ông Surovikin có tin đồn là đã bị thẩm vấn và đã được thả ra, mà lý do điện Kremlin phóng thích ông ta là vì lo lắng sự bất mãn dân cao trong nội bộ quân đội. Surovikin nổi tiếng tàn nhẫn, nhưng ít nhất thì ông ta cũng có nhiều ảnh hưởng. Mặc dù làn sóng thanh trừng quân đội nga đang diễn ra, điều gì đảm bảo đây không phải là ngòi nổ cho một sự hỗn loạn lớn hơn, khởi đầu cho sự kết thúc mà Tổng thống Nga Putin không mong muốn.